Chiều nay, chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024 và năm 2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu toàn ngành quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 tháng qua, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2024. Ngành đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa, các hoạt động sự nghiệp văn hóa, quản lý di sản văn hóa. Công tác quản lý nhà nước về gia đình, nếp sống văn hóa được chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tham mưu triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thể dục thể thao, triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển du lịch. 10 tháng qua, tổng số lượt khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 73% so với kế hoạch năm. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu ngành văn hóa thể thao và du lịch quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ra soát lại tất cả các nhiệm vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao để có lộ trình kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao nhất. Tập trung thực hiện nghị quyết 15 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, đảm bảo chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động số 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cũng yêu cầu Sở Văn hóa thể thao và du lịch tăng cường quản lý di tích, di sản văn hóa, khai thác hiệu quả công trình nhà hát tỉnh, tham mưu thành lập ban quản lý khu du lịch quốc gia, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, cơ chế chính sách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025 phù hợp với thực tiễn và lợi ích của nhân dân sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính cân đối nguồn lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành văn hóa thể thao và du lịch